Alo, alo, anh em có nhìn thấy gì không? Vâng, mình đã được gọi lên làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Đấy, nhưng mà phải hợp đồng đến năm 2100. Phải liền. Thôi cứ ký đã. Bây giờ chúng ta sẽ là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Và để xem nào. Có cái pick cầu thủ đâu nhỉ? À đây, squad đây. National squad này, national squad selection này. Ô sao nó gọi cả Hoàng Vũ Sam Sơn lên vớ va vớ vẩn đúng nhỉ? Không được. Võ Huy Toàn, mình chắc mình cực kỳ thích Võ Huy Toàn luôn. Văn Toàn, Công Phượng, Tiến Linh, Phi Sơn, Phan Văn Long, Tuấn Hải đấy. Đặng Tuấn Anh mình không biết đâu này. Trọng Hoàng nhỉ? Yeah. Hùng Dũng, Quang Hải, Tuấn Anh, Tô Văn Vũ, mình không biết. RM đang xem nào. Ui, cực kỳ nhiều cầu thủ Việt Nam luôn. Ai à, Nghiêm Xuân Tú, được này, Nghiêm Xuân Tú được, được. Xem nào, để còn ai để Hồng Duy á. Hồng Duy, xem nào. Thôi, để mình xem còn có ai nhỉ. Mình không thích Tuấn Anh đâu. Đá tí thở Hồng Học này thì Trọng Đại, xem nào. Xem toàn cầu thủ ngoài Gia Lai này, mình không thích. Xem nào. Lâm Tý Phần, Nguyễn Thanh Bình. Xem còn ai có tiềm năng thì để mình gọi. Xuống đây là chỉ số thấp lắm rồi đấy. Lên đây là chỉ số cao nhất ở đây này. Ui thế tí thì sót Hoàng Đức. Đấy. Tí thì sót mất Hoàng Đức. Trần Bửu Ngọc thôi, hai thủ môn thôi nhỉ. Thôi tiền đạo nhiều rồi, thôi lấy thêm Nguyễn Huy Hùng nhá. Hơi bị nhiều tiền đạo đây này. Mình sẽ kiểm tra cái đội hình. Thực ra cái này còn lâu mới đá nhưng mà thôi, cái này kệ đi anh em. Bây giờ thì mình sẽ tập trung cho trận đấu với Viettel đây này. Bây giờ chúng ta đang xếp thứ hai rồi. Mình hơi du hành thời gian một chút để qua cái giai đoạn hơi lượt về rồi. À từ từ mình cần phải chỉnh lại cái đội hình đã. Đình Trọng lại bị thẻ đỏ thế này. Xem nào gọi ai vào được nhỉ. Cái thế nhà Đình Trọng ăn quả thẻ đỏ, cay thật. Để mình kiểm tra lại số áo luôn, tại vì mình bị mất file save ấy. Đây phải tạo lại mãi nó mới được. Lướt hạ xuống dưới là xem Ronaldo số 7 đúng rồi, Vũ Minh Tuấn số 8 chuẩn rồi. Ok, mọi cái vẫn chuẩn như thế nha. Rồi, để vào chiến trận Viettel với lại Hà Nội này. Ok, chiến nhá. Ok anh em. Nôn về đây đá có vẻ không ăn thua lắm anh em ạ, đá hơi tối. Rồi để bây giờ xem nào. Viettel, Viettel mình không nhớ là bên kia họ có ai. Nãy quên chưa nhìn đội hình. Bây giờ nhìn vậy. Đây là sân hình như cũng tính là sân hàng đẫy thì phải. Sân nhà Viettel với Hà Nội là chung chung sân nhà. Bruno Fernandes. Bên kia cũng Bruno anh em ạ. Ngoại trưởng. Stuart, how do you see this one going? Well, thanks, Derek. The best coach I played under would always tell us before kick-off,
Nhưng bên mình có Ronaldo, không phải sợ, đúng không anh em? Để xem là bên kia có Bruno, có ai nữa không biết. Quay mãi mặt Anon đây. Đây là sở đội hình người theo đây này. Bên kia có Bruno Fernandes, hình như có mỗi Bruno thôi anh em ạ. Thế thôi, xem Bruno Fernandes có gánh không. Mình thấy về theo cũng trôi hơi sâu ở bảng xếp hạng này. Ây à, Bruno captain luôn. Rồi, ok, vào chiến nha. Trần Danh Trung, à, cái ông đẹp trai đúng không? Văn Hậu, ok. Rất kỹ viện đến từ Tuấn Hải. Văn Hậu này, Van Hào này. Van Hào. Úi trời, định chi về lè mà không được. Úi giời, chi về lè đi đâu ấy. Nào, đánh đâu này, ok. Well, he's the player many people have focused on in the build-up to today's match, taking on his old club and Stewart. Different players react to that in different ways. Ui, khỏe nhở. Mình chưa thấy Bruno. Bruno có vẻ đang đá cao. Đá đôi công thì Bruno phải kiêm luôn tiền đạo thì cũng hơi củ chuối. Vấn nạn tiền đạo ngoại. Ôi. Giờ chúng ta đang có 17 điểm và xếp thứ hai trên bảng xếp hạng. Ok. Cristiano Ronaldo. Tuấn Hải. Ui giời ơi, Tuấn Hải. Quá đơn điệu, dễ đoán. Nào, lại gọi Tuấn Hải ra này. Thôi, Hồ Khắc Ngọc. Nào. Ui dồi. Yeah, they've played really well over the last month, and a lot of that is down to the manager. He's made some great calls regarding team selection and tactics. Cristiano Ronaldo on the offensive. Ủa kìa, sân bảy ơi. Rồi. Tuấn Hải. Ui, không phải. Không đúng. Ui, vai trưởng. Ui, mẹ Nguyên Mạnh bắt lên đồng à. Vai trưởng. Ui, Nguyên Mạnh bắt đúng lên đồng. Ui, Việt vị. Vãi trưởng đèn thế. Hồ Khắc Ngọc. Ok. Lại góc cho Viettel rồi. Thôi, không có gì. Ok. Thôi. Chữa. Ai đây? Trương Văn gì? Well, those stats tell you everything. A tight and cagey game without enough goal mouth action. Both teams need to get more players forward if they're to pose a real threat. Hùng Dũng này.
looking for that final pass, looking for the goal that would put them ahead. Superb block. It needs an accurate cross. Teammate in support. Oh, a lovely ball. Wow. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Well, chances don't come much better than that. Cái gì đấy? Ôi giời ơi, quá ngại ơi là quá ngại. Ôi giời ơi. Mình đậu. Ok. Well, there is going to be stoppage time, but only the one minute. Could be troublesome. On to Ronaldo. Quá ngại này hơi chốc nha. Hết hiệp rồi mà chưa có bàn thắng này, chết thật. Đây là trận derby Hà Nội. Into the second half then, and these two sides are locked together. Just can't really choose between them at the moment. Hai quãng. Ok. Cristiano Ronaldo. He's looking for the right moment for that final pass. Vũ Minh Tuấn. Ôi giời ơi. Hùng Dũng này, Hùng Dũng. Ui chà. Này quả đấy phải để Quang Hải may ra mới mới có cơ hội. Đi bóng không thành công rồi. Trần Danh Trung này. Ác nôn về anh ơi. Ui giời Hoàng Đức. Ui tí chết mẹ mày Bruno kìa. Bruno chiến quá nhở. Ok Ramdeo. Mà chấm Ramdeo ơi. Gì đấy sao quả đấy lại không bắt được. Sao quả đấy không bắt được nhở? Ô kìa. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 19 điểm rồi kìa. Bây giờ mình kém 2 điểm. Ây da. Đau nhá. Cần đá chắc chịu cơ hội hơn tí. Ok, ai đây? Trông quả đầu này giống Tuấn Hải lắm. À, Văn Quyết. Ây à, mẹ thần, ông thần Văn Quyết cứ thay vào là có bàn. Kinh thật. Ui chà, Văn Quyết chiến quá rồi ơi. Ôi dồi ôi, mày quá nhờ. Ui. Bên kia nó phối hợp bàn bật cũng kinh phết đấy chứ đùa đâu. Ronaldo về đá lùi sâu thế này, chết thật. Ok anh Hoàng Đức. Hoàng Đức ơi. Greg Stewart. Promising position this. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, Bruno sút đúng không? Hoàng Đức mệt rồi. Nhưng kệ mình cứ. Bây giờ game nó gợi ý thay cái gì mình thay cái đấy. Đấy nó cũng là một loại thử thách anh em ạ. Kiểu có những cái ông mình không bao giờ mình dùng ấy. Ví dụ ông Đỗ Văn Toàn thì mình không bao giờ mình dùng đâu. Sẽ là 7 này. Ok ha, Văn Quyết. Ok ha. Sao lại chuyển như thế? Ôi giời ơi. Nào nhanh lên, thời gian không còn nhiều, chỉ còn khoảng độ 12-13 phút thôi. Ui
Ui giời ơi. Nào 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 nào. Su. Đấy. Ui giời, lại là Ronaldo, mẹ cứ phải Ronaldo thôi. Mẹ đúng là cầu thủ đẳng cấp thế giới khác, nâng tầm V-League lên nó phải như này. Ok. Thích thì thay. Ronaldo bao nhiêu bàn rồi nhỉ? 10 bàn trong 9 trận. Ui ôi. Vãi trưởng. Đá khét quá. They are making headway, but really they need a goal with time not on their side. Oh, 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 oh. Well, the crossing needs to be a bit better. Rồi. Thôi bạn ơi, thôi bạn ơi. Determined defending. Đỗ Văn Toàn. Mẹ Văn Quyết đúng là vẫn kiểu là một đẳng cấp đó. Hoặc là trong game này, do là game này Quang Hải không ăn thua lắm. Ây à, kinh quá nhở. À, đá phạt góc này. Chắc cũng Văn Quyết luôn, đúng rồi. Văn, ui dồi ôi, Văn Hậu không đánh đầu được. Hay chưa. Ôi, hết giờ, hết giờ, hết giờ. Ok, hết giờ luôn rồi. Chúng tôi càng ngày càng mạnh hơn. Every player did his job today. À tiếp theo là đá với Sài Gòn FC anh em ạ. Gì, gia hạn với Trần Văn Kiên à? Tôi nhiều tiền, các ông cứ ngồi đấy, các ông không đá cũng được. Khổ, bây giờ các ông ra khỏi xem có cái đội nào Việt Nam nó trả nhiều tiền cho tôi không? Bây giờ lương tôi trả cho ông 10.000, ông có ở lại không? Ô chết cha. Đéo end negotiation được rồi, đang bị lỗi rồi.